Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Nếu đây là lần đầu tiên các anh chị đến kênh của em, các anh chị cho em xin một nút like, đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để nhận được tất cả các cái thông tin cũng như các cái dạng kiếm tiền mới nhất ở trên kênh của em nhé. Ở video này thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị một cái chương trình airdrop đến từ cái dự án DuduCat này. Cái dự án này thì người ta đã huy động được 1.3 tỷ nhân dân tệ và các cái khoản đầu tư khác. Nó có cái trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Và tổng cộng của cái con này thì có 24 triệu thôi nha các anh chị. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác được cái đồng Dudu này thì các anh chị có thể bán trực tiếp hoặc là các anh chị cầm cố để tạo ra được nhiều sức mạnh tính toán hơn nha. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản đấy thì các anh chị sẽ nhận được 0.2 cái tốc độ tính toán ở đây nha, 0.2 cái tốc độ tính toán ở đây để các anh chị bắt đầu khai thác đấy. Và theo thông tin của bên dự án đấy, khi tổng sức mạnh tính toán này đạt 10.000 thì nó sẽ được list ở trên PancakeSwap và được niêm yết ở trên một số sàn giao dịch khác nữa nha. Ở đây thì cái số lượng Dudu các anh chị khai thác được thì các anh chị có thể stack vào nha, stack in đấy. Hoặc là các anh chị có thể giao dịch này, các anh chị vào cái mục market ở đây. Đấy. Các anh chị có thể mua và bán ở trên kia app này luôn nha. Đấy, rất là ok. Trước khi đi vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì em thông báo đến các anh chị một cái tin vui từ cái sự kiện tham gia trên cái sàn BitGet nha. Hiện tại thì bên dự án đã phân phối cái đồng BGB cho các anh chị rồi. Các anh chị vào vị, các anh chị kiểm tra nha. Chị vào vị, các anh chị vào cái mục giao ngay ở đây thì các anh chị sẽ thấy được cái đồng BGB các anh chị nhận được nha. Cái số lượng BGB này các anh chị nhận được thì các anh chị có thể bán hoặc là các anh chị hấu nha, tùy ý các anh chị thôi nha. Quay trở lại cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản và cách để các anh chị tiến hành KYC ở trên cái dự án này để các anh chị tiến hành khai thác được cái đồng Dudu này nha. Để đăng ký cái tài khoản ở trên cái dự án này thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới phần mô tả của video đấy, nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như thế này. Đầu tiên thì các anh chị click vào cho em cái dấu ba chấm ở đấy nhá. Các anh chị chọn mở bằng trình duyệt. Sau đó thì các anh chị hoàn thành cho em tất cả các cái trường thông tin ở đấy nhá. Ở cái địa chỉ email thì các anh chị điền cái địa chỉ email các anh chị cần đăng ký cái tài khoản vào đây. Sau đó các anh chị đặt cái mật khẩu ở cái dòng thứ ba, cái mật khẩu thì gồm có ký tự in hoa, thường, số. Cái ký tự đặc biệt thì ở đây người ta không chấp nhận đâu nha, em có nhập thử rồi. Và ở cái dòng này thì lặp lại mật khẩu. Sau đó các anh chị nhấn vào cái chữ send ở đây nha, để các anh chị lấy cái mã code gửi về thì địa chỉ email của các anh chị đấy. Khi các anh chị xác nhận mail thì nó sẽ có một cái mail gửi về như thế này nha. Các anh chị sao chép cái dòng code này. Các anh chị dán vào đấy nha. Sau đó các anh chị nhấn vào cái chữ sign up. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản thành công thì nó sẽ báo như thế này nhá và xuất hiện cái giao diện như thế này. Các anh chị có thể lưu mật khẩu nhá. Và ở đây thì người ta yêu cầu các anh chị là tải cái ứng dụng về. Cái ứng dụng này thì ở đây thì nó có ở trên iOS và ở trên Android. Thì anh chị nào mà sử dụng cái điện thoại iOS thì các anh chị click vào đấy nhá. Cái điện thoại iPhone này thì các anh chị click vào đây. Còn sử dụng cái điện thoại Android thì các anh chị click vào đấy nhá. Khi các anh chị click để tải thì nó báo như thế này. Các anh chị click vào chữ vận tải xuống ở đấy nhá. Tải xong thì các anh chị nhấn vào mở để các anh chị mở lên nhá. Sau đó nó sẽ cái yêu cầu các anh chị tiến hành cài đặt, các anh chị nhấn vào cái chữ cài đặt ở đấy nhá. Đấy, như thế là nó đang cài đặt đấy. Tiếp đến thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Các anh chị nhấn vào cái chữ vận cài đặt ở đấy nhá. Như thế thì nó sẽ tiếp tục cài đặt cho các anh chị. Cài đặt xong thì nó sẽ thông báo như thế này nhá. Ở đây thì các anh chị tiếp tục cho phép nhá. Các anh chị cho phép. Rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này để các anh chị đăng nhập được vào cái ứng dụng nhá. Các anh chị nhấn vào chữ I ready have an account ở đây. Bây giờ các anh chị điền lại cái địa chỉ email các anh chị cần đăng ký cái tài khoản đấy và cái mật khẩu để các anh chị login vào nhá. Khi các anh chị login vào thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Để khai thác được thì các anh chị click vào cái chữ start ở đây. Nhưng mà khi các anh chị click vào thì nó sẽ báo như thế này nhá. Các anh chị click vào cái chữ go to authentication ở đây để các anh chị xác minh cái tài khoản nhá. Thì nó sẽ xuất hiện cái cho các anh chị cái giao diện như thế này để các anh chị tiến hành KYC cái tài khoản đấy. Ở cái dòng đầu tiên thì các anh chị điền họ và tên của các anh chị giống như ở trên cái giấy tờ cái căn cước công dân của các anh chị nhá. Các anh chị viết in hoa không dấu. Và ở cái mục ID card này các anh chị click vào nhá. Cái khi các anh chị click vào thì nó sẽ sổ xuống. Các anh chị chọn sang cái mục ID card. Thì ở cái mục ID number này thì các anh chị điền cái
cái dãy số ở trên cái căn cước công dân của các anh chị nhá, hoặc là cái chứng minh nhân dân của các anh chị đấy. Các anh chị điền như thế này nhá, và các anh chị chọn sang ID card ở đây. Các anh chị nhập cái ID number của các anh chị vào đấy nhá. Cái số ID căn cước công dân của các anh chị đấy. Nó tiếp đến ở cái bước này thì các anh chị up lên cho em hai cái bức ảnh nhá. Cái tấm hình thứ nhất đó là cái mặt trước của cái căn cước công dân, và cái tấm hình thứ hai đó là cái mặt sau của cái căn cước công dân. Và các anh chị nhấn vào cái nút màu xanh ở đây nhá. Khi các anh chị gửi đi thì nó báo như thế này nhá. Your ID number has been used. Sau đó thì các anh chị đợi nhá. Nếu mà các anh chị click vào cái chữ start earning ở đây thì nó sẽ báo như thế này. Các anh chị phải đợi bên dự án người ta duyệt cho các anh chị thế các anh chị mới bắt đầu khai thác được nhá. Các anh chị click vào cái hình bàn răng ở đây nhá. Ở đây cái tài khoản của em thì đã được duyệt rồi này. Đây ở cái mục áo đi, ở cái mục ID Authentication ở đây là đã được duyệt rồi. Còn đối với anh chị mới chưa được duyệt thì nó sẽ thông báo như thế này nhá, ở cái trạng thái đang chờ duyệt đấy. Khi cái tài khoản của các anh chị được duyệt thì nó sẽ báo như thế này nhá. Chúc mừng bạn đã nhận được 0.2T. Các anh chị tắt hoặc là các anh chị nhấn vào chữ gãy nào cũng được nhá. Khi cái tài khoản các anh chị được duyệt thì các anh chị nhấn vào cái chữ Start Earning ở đây thì nó sẽ thông báo như thế này nhá. Các anh chị nhấn vào cái chữ Confirm ở đây thì nó sẽ bắt đầu khai thác cho các anh chị. Cái tài khoản này thì em đã khai thác được cái số dư là 0.13 đô đô rồi nhá. Cái số lượng đô đô này thì các anh chị có thể click vào cái mục Market. Khi các anh chị đủ 0.5 cái đồng đô đô thì các anh chị có thể bán nhá. Đấy. Các anh chị kéo cái thân trước này sáng các anh chị bán này. Nó quy ra cái số USDT cho các anh chị này, và các anh chị nhận vào sell nhá. Các anh chị có thể mua ở đây này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta khai thác miễn phí thôi nhá. Hoặc là các anh chị có thể stacking nhá. Các anh chị không muốn bán thì các anh chị có thể stacking để các anh chị khai thác. Các anh chị click vào cái chữ stacking ở đây nhá. Đấy. Ở đây thì các anh chị nhập cái số lượng đu đu các anh chị cần stacking vào đấy nhá. Hoặc là các anh chị có thể nhấn on để các anh chị gửi mát này. Các anh chị nhấn vào chữ confirm để các anh chị stacking nhá. Còn nếu mà các anh chị không muốn stacking nữa thì các anh chị click vào chữ release ở đây này. Các anh chị click vào. Sau đó các anh chị nhập vào cái số lượng các anh chị muốn rút ra nhá. Các anh chị nhấn vào confirm để các anh chị rút ra. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhá. Để lấy đường link email bạn bè thì các anh chị vuốt cái màn hình ở dưới này này. Các anh chị vuốt nhẹ lên nhá. Đấy. Các anh chị click vào cái chữ máy tính ở đây nhá. Sau đó các anh chị copy cái đường link này, các anh chị gửi cho bạn bè của các anh chị, hoặc là các anh chị gửi cái mã code ở đây nhá. Ở đây thì khi các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị thì các anh chị sẽ nhận được 10% này. Đối với cái tuyển dưới thứ nhất, đối với cái tuyển thứ nhất. Còn cái tuyển thứ hai thì sẽ nhận được 1%, tức là rep 2 tầng này các anh chị. Và các anh chị click vào chữ máy tính ở đây để các anh chị xem cái đồ nhỏ của các anh chị nhé. Các anh chị quay trở lại. Ở cái mục kiếm này thì nó bảo là will open soon, tức là sau này sẽ ra. Và cái mục này thì nó sẽ thông báo lại cái cộng cái số lượng đu đu cho các anh chị nhé. Các anh chị vuốt xuống lại. Ở đây thì các anh chị click cái nút mũi tên ở đây này. Các anh chị click sáng nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái số dư USDT ở trong ví của các anh chị đấy. Các anh chị vào cho em cái dấu hình bàn răng ở đây nhá. Ở đây thì các anh chị có thể thay đổi cái mật khẩu ở cái mục Login Password ở đây nhé. Đấy, các anh chị có thể thay đổi cái mật khẩu nhá. Cái mục ngôn ngữ này thì hiện tại bên dạng người ta mới hỗ trợ cái ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Đấy, tiếng Anh và tiếng Hàn. Nhưng các anh chị giữ cái ngôn ngữ tiếng Anh nhá, chứ tiếng Hàn chúng ta không hiểu gì. Và ở đây thì có hai cái trang tuyển không của dự án nhá. Các anh chị có thể click vào này. Dạng, cái dự án này thì mới cho chúng ta khai thác và vào ngày 30 thôi các anh chị. Nhưng mà cái số lượng người theo dõi nên nó tăng cũng nhanh nhá. Các anh chị có thể vào cái trang Twitter của dự án, các anh chị tham khảo thêm thông tin nhé, khi bên dự án cập nhật thêm cái thông tin gì mới đấy.
Rồi như thế là em đã chia sẻ đến các anh chị cái cách để các anh chị đăng ký cái tài khoản cũng như cái cách để các anh chị tiến hành KYC ở trên cái dự án này, để các anh chị tiến hành khai thác cái đồng đu đủ này rồi nhá. Đây là một cái dự án rất là ngon nha, các anh chị có thể khai thác được, các anh chị có thể staking hoặc là các anh chị giao dịch ở trên cái ứng dụng này luôn, nên các anh chị đừng có bỏ qua cái kèo này nhá. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.